Đức, cũng xin chúc mừng anh đến với buổi triển lãm lần này ở Hà Nội. Thì anh có thể kể qua một chút về cái quá trình mà anh thực hiện cái triển lãm này được không? Tức là từ lúc mình lên ý tưởng, xong đến lúc bắt đầu mình tìm kiếm những cái nguyên vật liệu, rồi mình bắt đầu có những cái sắp đặt này, và cuối cùng là hôm nay nó thành hình, thì nó diễn ra trong khoảng bao lâu và nó lại diễn ra với những công đoạn như thế nào? Cảm ơn các em đã đến thăm triển lãm hôm nay. Thì triển lãm này nó dựa trên những cái hình ứng sáng tác của anh, nó trải qua rất là lâu rồi, và những cái phác thảo mà được trưng bày trong triển lãm lần này thì là trong cái khoảng thời gian 2 năm rưỡi trước. Thì anh, sau khi mà anh làm xong cái triển lãm solo, sau khi mà anh có một thời gian sống ở nước ngoài, quay trở lại Việt Nam, thì nó dâng trào rất là nhiều những cái ý tưởng về ánh sáng, về những cái liên hệ của anh với lại đất nước. Thì sau cái triển lãm đó thì anh đã phát ra rất là nhiều những cái phác thảo của cái tác phẩm lần này, và rất là muốn dựng ra một cái triển lãm mà cho khán giả xem và trao đổi với nhau về những cái thông điệp của cái tác phẩm đó. Thì nó dựa trên những cái khuynh hướng sáng tác của anh về những cái mối quan hệ, nó từ rất nhỏ ở trong gia đình và sau đó là nó lan rộng ra hàng xóm, ra những cái địa điểm mà anh đã tham quan, những cái nơi mà anh đã đến ở nước Việt Nam, và sau đó là những cái khoảng thời gian mà anh lưu trú ở nước ngoài. Đó là những cái suy nghĩ về về đất nước, về cái sự tồn tại của mình như là một người Việt Nam ở nước ngoài và trong nước như thế nào, và nó thể hiện qua những cái hình ảnh về vì sao, về những cái niềm tin và những cái màu sắc nó rất là gần gũi với lại người Việt Nam của mình, và nó như là một cái sự trao đổi với lại cả bạn bè quốc tế về những tất cả những cái thể hiện đó. Em cũng vừa có mới đi từ ngoài vào trong để em xem cái tác phẩm của mình, thì em cũng thấy rất nhiều thứ mà nó đúng là quen thuộc với cái tuổi thơ của mình luôn. Chẳng hạn cái bàn này ngày xưa là ở trong trường học mà có căng tin là chắc chắn là sẽ có những cái bộ bàn ghế như này, bây giờ là mọi người vẫn sẽ hay dùng luôn này. Xong rồi cả cái thùng kia là thùng bia, đúng không, thùng bia đó. Xong rồi cái bàn này cũng thế, kể cả là cái bóng điện đấy cũng là một cái bóng điện rất quen với bọn em ngày xưa. Thì anh, đấy cũng là một cái chất liệu mà anh cũng muốn mang vào cái triển lãm lần này và coi nó như là một cái ý tưởng chủ đạo của mình luôn. Đúng rồi. Thì đó là những cái hình ảnh mà nó mang cái tính văn hóa đại chúng rất là lớn. Thì tất cả những cái hình ảnh này thì nghệ sĩ quốc tế họ đã sử dụng rất là nhiều rồi trong những cái giai đoạn phát triển của quốc gia của họ, và những cái sự phát triển đó ảnh hưởng tới những cái khuynh hướng sáng tác và những cái suy nghĩ của họ về chính trị xã hội. Thì nghệ sĩ nước ngoài đã thể hiện rất là nhiều, và bây giờ thì anh cảm thấy như Việt Nam cũng đang là một cái người trẻ đang phát triển, và những cái hình ảnh văn hóa đại chúng này nó đang bắt đầu là lộ diện ra rất là nhiều. Và những cái hình ảnh về đèn neon, về những cái ánh sáng neon như thế này, thì tuổi thơ của anh thì nó cũng đã trải qua, và như em nói thì em cũng rất là quen thuộc. Thì ban đầu là anh muốn sử dụng những cái hình ảnh mà đèn mà nó vẫn còn cái tăng phô á. Thì khi mà nhỏ thì là một cái đèn tăng phô mà nó sắp sửa mà tới tuổi già cổi thì nó bắt đầu nó nhấp nháy rồi. Đúng rồi. Thì trong cái triển lãm trước của anh thì anh cũng muốn dùng cái hình ảnh đó để khi mà bật lên thì nó không sáng đồng thời hết, mà nó lại sáng từng bóng lên. Nhưng mà bây giờ thì lại công nghệ nó đã thay đổi rồi, và anh thấy là mình cũng phải suy nghĩ lại và cảm thấy rằng là ok, nếu mà như vậy thì cắm điện một phát thì nó sẽ rực sáng lên hết cả một cái tác phẩm. Em cũng khá là ấn tượng về cái tên là mình đặt cho cái triển lãm lần này ạ, mong manh những kiểu. Là như em thì em thấy là nó có hai cái sự đối lập ở giữa hai cái vế luôn, kiểu cái mong manh là một cái gì nó rất là mong manh, dễ bay dễ vỡ, và cái vĩnh cửu thì somehow nó là một cái thứ mà nó cảm thấy nó trường tồn hơn, nó lâu dài hơn, nó bền bỉ hơn. Thì cái ý tưởng cho cái tên này nó đến từ đâu? Tại sao anh đặt tên cho cái triển lãm mình là mong manh vĩnh cửu? Khi mà anh nhận được lời mời của phòng tranh về triển lãm những cái tác phẩm trong cái đợt triển lãm này,
Thì qua những cái trao đổi đầu tiên, những cái câu nói chuyện đầu tiên làm quen với nhau với lại phòng tranh và các bạn làm việc ở đây, thì anh sau khi mà anh đóng máy lại thì anh cái ý tưởng về mong manh vĩnh cửu nó hiện lên ngay lập tức, nó ghép với những cái câu nói đầu tiên giao tiếp với các bạn làm việc chung và với những cái phác thảo của anh nằm trong sổ. Thì anh thấy rằng là những cái sáng tác của mình với lại những cái không gian nó làm nổi bật lên những cái sự mong manh và vĩnh cửu, rằng là khi mà anh sử dụng cái hình tượng về những cái ngôi sao rất là nhiều, thì ngay cả trong cái hình tượng ngôi sao khi mà nó là một cái vật thể mang cái tính mà thiên văn thì nó có một cái tuổi thọ là 10 triệu năm, 100 triệu năm gì đó, là do các nhà khoa học người ta định định ra những cái tuổi thọ đó. Nhưng mà khi nó vào những cái trang vở và khi nó vào những cái ghi chép, những cái bức vẽ của trẻ thơ thì nó thành là những cái ngôi sao năm cánh. Và cái sự mà hàng trăm triệu năm nó trở thành những cái hình ngôi sao và được tô màu lên như vậy, thì anh cảm thấy nó là một cái sự mong manh, nó rất là dễ thương và nó ghép với cả lại cái tuổi thọ hàng trăm triệu năm, nó mang cái sự vĩnh cửu trong đó, nhưng trong cái sự vĩnh cửu đó nó cũng lại hàm chứa những cái mong manh là hàng trăm triệu năm thì nó sẽ là cái thời gian như thế nào, mình cũng sẽ không tưởng tượng được là nó vĩnh cửu đến bao lâu, nó cũng có một cái hạn mức nào đó. Và hai cái hình ảnh nó vừa đáng yêu dễ thương, nó vừa vĩnh cửu trên trời như vậy, thì anh thấy nó là những cái biểu tượng nó rất là dễ thương và anh muốn tâm sự cái chuyện đó với khán giả. Với những cái mà nó đang hiện diện ở đây ngay bây giờ thì em cảm thấy là cái buổi triển lãm này, mặc dù là nó mặc dù là cũng chưa mở cho public, nhưng mà anh thấy là hiện tại thì anh cảm thấy nó đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái kỳ vọng của anh lúc đầu khi mà anh mường tượng về cái buổi triển lãm và khi anh phát thảo được. Khi mà đang dựng triển lãm thì cũng đã có rất là nhiều những bạn trẻ đến đây đi cùng với nhau và nói rằng là anh ơi em có được xem tác phẩm chưa? Thì anh mới nói là ồ bây giờ anh chỉ đang gắn tác phẩm lên tường thôi và đang thử đèn thôi, cho nên là bây giờ nó cũng hơi xấu, mình đợi đến sau thì nó sẽ đẹp hơn. Và anh cũng thấy rất lạ là tại vì có rất là nhiều bạn đến thì anh mới hỏi rằng là các em làm sao biết được ở đây đang có diễn lãm, thì các em nói ngay là trên thì đó là cái chuyện mà nó vượt ra cái cả cái kỳ vọng của anh, là cái ngôn ngữ TikTok bây giờ nó đã truyền tải ngay cả những cái thông điệp mà nghệ thuật đương đại và nghệ thuật như thế này và các bạn cũng đã rất quan tâm, thì anh thấy rằng nó đã cái kỳ vọng nó đã vượt ra ngoài cái kỳ vọng của anh rồi, là các bạn rất là trẻ đã đến tham quan, đã muốn tham quan. Cả lúc mà anh thực hiện những cái tác phẩm ấy, kiểu anh có một cái kiểu có một cái sự soi chiếu phản tư là về mình, đã có một cái kết nối cá nhân nào đấy giữa anh với cái câu chuyện trong cái buổi triển lãm lần này với từng cái tác phẩm ở trong này không? Những cái cá nhân phản chiếu trong đây thì đó là những cái việc mà anh rất là quan tâm tới, là những cái vật thể mà nó gắn với gia đình của mình. Thì bố mẹ anh là những cái người mà cũng rất là hoài niệm về những quá khứ và những cái câu chuyện nó đã diễn ra trong cuộc đời của bố mẹ. Thì trong nhà anh nó cũng giống như là một cái nơi mà lưu trữ rất là nhiều những cái vật thể mà khi mà anh nhìn vô anh cũng không biết là nó như thế nào, quan trọng với bố mẹ như thế nào. Nhưng mà cứ lớn dần lên thì anh lại cảm thấy là có những cái câu chuyện đằng sau những cái vật thể như vậy. Và anh thấy khi mà rap nối với những ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại thì đó là những cái ý niệm nó rất là hay ở trong cái những cái vật thể đó. Và trong đây thì anh có những chiếc dù pháo sáng mà anh tình cờ tìm thấy trong chợ quân sự ở trong Sài Gòn.
Khi mà anh tìm thấy thì nó chỉ là cái dù pháo sáng nguyên bản màu trắng thôi, nó rất là cũ sờn, và anh nhuộm nó thành màu hồng để cho nó mang một cái sự đáng yêu dễ thương hơn, và cái sự mà nó quá khắc nghiệt của chiến tranh hoặc là xung đột thì nó đã được giảm xuống, và nó là một cái ngôn ngữ giao tiếp với lại người xem và khán giả. Và những cái bình hoa mà được trưng bày trong lần này là 3 chiếc bình hoa, thì nó cũng là những cái vỏ đạn đồng và được những cái nghệ nhân người ta gò lại để thành những cái bình hoa trong đó, và nó mang những cái câu chuyện, những cái thông điệp, những cái hình khắc trên đó, nó mang những cái sự vô tư đằng sau những cái súng đạn của chiến tranh, thì nó đã thành những cái thông điệp về hòa bình, về những cái bông hoa, hoa đào ở miền Bắc, hoa mai ở trong miền Nam, những cái bông sen ở miền Trung. Và khi mà anh đến cái cửa hàng đó, anh hỏi về cái vật thể thì họ lại cho anh rất là nhiều những câu chuyện khác, là ồ cái này thì là nó cái vỏ đạn này nó ở miền Nam, và cái đôi chim này nè là nó làm sao, rồi đây là bông mai, và anh thấy những cái hình khắc nó rất là ngây ngây thơ và xinh, rất rất là đẹp đối với anh trong đó. Và những cái câu chuyện giao tiếp với người bán hàng thì nó lại là một cái những cái sự mà quý giá rất là lớn đối với bản thân anh. Không, em nghĩ đó là cũng là một cái rất là chung của rất là nhiều gia đình Việt. À, trong nhà mình lúc nào cũng sẽ có những cái nồi niêu xoong chảo mà kiểu mọi người dùng 20, 30 năm rồi nó không hỏng. Đúng rồi. Xong thì nó cũng sẽ gắn với một cái câu chuyện nào đấy. À, đợt này đi sơ tán mua cái nồi này Đúng này. rồi. Đúng không? Thế là em cũng sẽ thường xuyên được nghe những câu chuyện đấy từ bố mẹ em và là ông bà em. Là nó cũng là những cái câu chuyện rất là vô tình thôi. Nhưng mà mình nghe thì mình cũng sẽ nhớ mãi. Thế là anh có bao giờ lo lắng là những cái ý niệm rồi là những cái thông điệp mà mình muốn gửi gắm trong những cái tác phẩm, cái triển lãm của mình nó quá phức tạp để mà những cái bạn đại chúng khi bạn đến tham quan trong một khoảng thời gian ngắn thì somehow là có thể có khả năng là các bạn ấy sẽ không thể nào hiểu được hết không? Anh thấy rất là vui vì những cái lần mà triển lãm của anh thì là những bạn nghệ sĩ đến và khán giả và những người thân quen, những người anh quen biết khi mà đến triển lãm, thì anh không có những cái câu hỏi đặt ra rằng là phải hiểu những điều này điều kia, mà chính những cái người thân đó hoặc là những bạn bè đó đến trực tiếp với anh và nói rằng là anh ơi, em khi mà em xem những cái này, anh xem những cái này thì là thấy rất là vui, và cái ánh sáng, cái màu hồng, những cái câu chữ ở trên tác phẩm nó làm cho thấy rất là vui, thì đó chính là những cái cảm xúc mà khán giả người ta cảm thấy đầu tiên. Và đó cũng là cái khuynh hướng sáng tác của anh, đó là cái chuyện mà anh đặt ra những câu chuyện hay những cái ý niệm nó quá to lớn với mọi người, thì anh đã chỉ đặt ra một nửa phần thôi, và một nửa phần còn lại thì dành cho mọi người để mà có thể cảm nhận được. Và anh không có bất cứ một cái ép buộc nào rằng là phải đọc lịch sử hay là phải đọc những cái quyển sách gì đó để mà có thể hiểu được, tại vì đây nó đã trở thành những cái hình tượng nó rất là thân thuộc, và những cái câu chuyện nó rất là gần gũi với nhau, và nó thân mật hơn rằng là những cái quyển sách ở trong thư viện hoặc là những cái tài liệu nó quá là mà nặng nề đối với mọi người. Cái thông thường ấy, kiểu anh cũng em cũng có đọc một số những cái bài báo ở nước ngoài về anh nữa, thì anh cũng gọi mình là một nghệ sĩ đa phương tiện ấy. Thì cũng không, tức là cái phương tiện sáng tác của anh nó không chỉ dừng lại ở tranh vẽ, nó cũng không có giới hạn ở một cái ngôn ngữ biểu đạt nào cả. Thì thông thường cái quá trình sáng tác của anh nó sẽ đến từ một ý tưởng trước, chẳng hạn như là anh rất muốn kể một câu chuyện về Việt Nam và sau đó anh tìm những cái phương thức biểu đạt phù hợp để kể câu chuyện đấy, hay là nó đến từ một cái phương thức biểu đạt chẳng hạn như là những cái tấm rù này, hoặc là chẳng hạn như là cái bàn, cái ghế, rồi là hình ảnh ngôi sao này, và sau đó thì anh đưa một cái câu chuyện vào trong cái phương thức đó để mình biểu đạt nó ra. Thì thường là cái quá trình sáng tác của anh nó sẽ diễn ra theo theo cái hướng nào, theo cái xu hướng nào trong hai hướng này?
Anh đã tốt nghiệp khoa hội họa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ở trong Sài Gòn, và anh học là khoa sơn dầu. Thì đó là một cái ngôn ngữ mà nó có cái bề dày lịch sử rất là lâu, và khi mà tốt nghiệp ra trường thì anh lại cảm thấy những cái câu chuyện mà mình đã trải qua, và từng ngày từng giờ, cái giây phút mà mình nhìn thấy mọi người và thấy cuộc sống hàng ngày, nó đã là những cái chất liệu sáng tác nó rất là dày và rất là nhiều rồi. Và anh rất là thích những cái khoảnh khắc đó, và đó chính là những cái nét phác thảo đầu tiên để mà anh làm ra tác phẩm. Và chính vì vậy cho nên là nó gắn với lại những cái hình tượng nó rất là quen thuộc với mọi người, như là những cái thùng bia, hay là những cái lon coca, hay là những cái màu hồng trẻ thơ. Thì đó chính là những cái mà chất liệu hàng ngày, và những cái cảm hứng nó từng giây từng phút hàng ngày thôi, khi mà ngồi cà phê, khi mà đi ngoài đường, khi mà bảo rằng là ở nhà nó đang bí không khí quá, thì là lấy xe chạy một vòng thì lại ghé vào chợ, hoặc là tạt ngang qua lề đường thì lại thấy những cái vật thể nó, ồ cái này nó lâu lắm rồi mình không chưa bao giờ thấy nó nữa, thì lại thấy cảm thấy rất là vui với những cái khoảnh khắc đó. Đó chính là những cái chất liệu mà anh tạo dựng nên những cái vật thể để giao tiếp với, tiếp tục giao tiếp với khán giả và người xem quan tâm đến nghệ thuật. Nhưng mà có bao giờ anh kiểu tự cứ một cái nỗi lo là có thể nào trong tương lai mình sa đà vào câu chuyện là mình phải đi tìm một cái ngôn ngữ sáng tạo thật mới, một cái phương thức biểu đạt thật mới mà mình quên đi mất cái ý niệm cốt lõi ban đầu khi mà mình muốn làm cái tác phẩm. Triển lãm cá nhân của anh hơn 2 năm trước thì cũng có một bạn đến với anh và bảo rằng là ồ, ta tưởng là mày rất là kín tiếng, tại vì là không thấy là có những cái tác phẩm mà nó sáng rực trên tường như thế này. Thì anh mới bảo là đúng rồi, nó cũng chỉ đợi cái lúc bình minh rạng đông để mà nó tỏa sáng ra để mọi người biết thôi. Và nó lại quay lại cái câu hỏi trước của em về cái chuyện mà ý tưởng khi nào Làm được. nó dựng lên cho cái sáng tác, thì anh bảo rằng là đó, nó đã vào cái bản ngã và cái sự mà tiềm tàng ở trong ký ức và trong cái phát triển của mình rồi. Cho nên anh không cảm thấy những cái sự cố gắng để mà phải làm mới hay là làm sao hết, tại vì lại một lần nữa là những cái điều anh thích thú nó lại là những cái câu chuyện trong đời thường, những cái người mà anh gặp hàng ngày, những cái buổi nói chuyện cà phê, và những cái anh chị bán hàng, những cái người mà phóng xe vụt qua, những cái gánh hàng rong, nó là những cái chất liệu ở trong đời thường. Thì anh nghĩ là chỉ trừ khi mà những điều đó không còn nữa thì anh mới cảm thấy rằng là ồ, mình cũng bắt đầu là thấy già rồi. Nhưng mà anh thấy rằng là Việt Nam nó vẫn mân mởn, rất là mân mởn những cái thông điệp đó, và mình vẫn có thể tìm thấy hàng ngày khi mà mình mở mắt dậy buổi sáng và mình bước ra ngoài đường uống cà phê, thì là những cái điều đó nó lập tức là hiển hiện ở trong cái bữa ăn sáng đó và trong cái buổi cà phê đó rồi. Đấy sẽ là một câu hỏi hơi hơi trừu tượng một chút. Anh nghĩ là trong nghệ thuật thì điều gì là điều quan trọng nhất? Trong câu chuyện sáng tạo nghệ thuật thì đâu là điều quan trọng nhất? Anh suy ra từ những cái thực hành của anh thì anh cảm thấy cái sự gần gũi và cái sự cảm nhận của khán giả, nó là cái điều mà anh trân trọng nhất. Nó là cái khoảnh khắc mà khi người xem đến và người xem bảo rằng là anh chị cảm thấy rất là vui với những cái thông điệp này, với những cái màu sắc này, và bạn khác thì bảo là em thấy rất là vui vì là cái màu hồng nó vui. Và có những bạn mà có chuyên môn về nghệ thuật hơn thì bảo rằng là ủa, cái trình diễn của anh em cảm thấy nó rất là xúc động, và cái trình diễn đó thì nó lại mang tới những cái thông điệp khác nhau.
có người xem thì lại bảo là cảm thấy có một cái nỗi buồn gì đó mang mát ở trong đó, tại vì cái hình ảnh nó gợi lại ký ức rất là nhiều. Nhưng mà những người khác thì lại bảo rằng là cái sự vui buồn nó lẫn lộn ở trong đó. Đó chính là những cái cảm nhận khán giả, và anh rất là trân quý những cái điều đó khi mà làm ra những cái ngôn ngữ giao tiếp như thế này đối với mọi người. Anh có mong muốn là mình tạo ra được một cái phong cách sáng tạo rất là đặc biệt, rất là độc bản, đến mức mà khi người ta nhìn thấy một cái tác phẩm này, hoặc là người ta đến một cái buổi triển lãm và không cần nhìn tên thì người ta cũng biết đấy là một cái triển lãm của anh. Thì anh có cố gắng muốn tạo ra điều đấy không? Anh nghĩ rằng nó xuất phát từ cái chính cái sự mà ở trong tiềm thức của mình rồi. Anh cũng vài ngày trước cũng có một bạn hỏi anh như vậy, rằng là những cái ánh sáng như vậy, những cái màu sắc như vậy thì có phải là gần đây hay là một khoảng thời gian xác định nào đó mà anh có những cái ý tưởng về cái này hay không? Thì anh bảo là chắc là như là không rồi, tại vì là ngay từ nhỏ thì anh đã rất là thích ánh sáng. Khi mà lớn lên thì là đi uống nước, đi uống cà phê với bạn thì cũng rất là thích ra những cái chỗ mà ánh sáng, gần ánh sáng hơn. Và những cái phản chiếu đó, những cái ánh sáng đó nó tạo nên những cái điều mà làm anh thích thú rồi. Và nó chỉ đợi cái thời điểm để mà nó phát tác ra thành những tác phẩm thôi. Cho nên rằng anh nghĩ rằng là những cái bỏ qua tất cả những cái ý tưởng thì đó chính là cái bản thân, cái bản ngã của mình nó đã thể hiện qua những cái mà mình làm ra. À, câu hỏi cuối cùng của em là cái điều khiến cho anh hạnh phúc nhất trong cái quá trình làm triển lãm này là gì? Đó lại chính là những cái giao tiếp nó rất là bình dị với lại người khán giả. Khi mà người ta bảo là người ta cảm nhận được cái ánh sáng đó, những cái bước đi ở trong phòng tranh, những cái tác phẩm nó kết nối với nhau như thế nào, và những cái câu chuyện đó là những cái phần sáng tác của anh thì nó chỉ là một nửa phần thông điệp thôi. Và 50% thông điệp lại, 50% sự cảm nhận là anh để dành cho khán giả. Thì họ đã nắm bắt được, và người khán giả đã tìm đến anh và tâm sự những cái chuyện đó để mà nối dài ra cái câu chuyện giữa đôi bên, thì đó chính là cái chuyện mà nó cực kỳ là quan trọng và đáng trân quý. Ok, cảm ơn anh nhiều.